Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỳ trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Con Đô Hậu Giang ạ. Hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em Kha ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông bình lợi. Hàng đủ loại giá luôn á cô chú anh chị, cây vài trăm cho tới một vài triệu ạ. Chúc quý cô chú anh chị xem clip vui và chọn được cây ưng ý chơi Tết 2025 ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Chị xin chào em Khơi. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Con Đô Hậu Giang ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393843842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 26A không Bì? 26A nha cô chú anh chị. 26A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 23. Chiều cao 55. Tán ngang 83. Và mã số 26A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 em bao ship, em sẽ không xếp chậu. Nó già cơ và chọt ghép bự luôn đó cô chú anh chị, thân lắc luôn ha. Dạ rồi. Mã số 27. Dạ mã số tiếp theo mã số 27A. Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hoành là 24. Củ đế là 55. Chiều cao 50. Tán ngang 70. Dạ mã số 27A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 luôn cô chú anh chị. 1.200.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ cơ hết trơn rồi cô chú anh chị. Dạ rồi, mình đổi đi ha. Mã số 28. Dạ mã số tiếp theo mã số 28A. Dán trực tàn dù luôn hết cô chú anh chị. 28A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 29. Chiều cao là 64. Tán ngang là 64 luôn. Dạ mã số 28A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.000.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. Cây này chỉ có 3 thôi mà chọc kép lớn nha cô chú anh chị, kính tàn luôn à. Vô đó luôn. Dạ. Mã số 29A. 29 nè, cây này dáng siêu nhẹ cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành 26. Dạ, cây này đế đều nha cô chú anh chị ha. Củ đế là 49. Chiều cao là 70. Tán ngang 70. Giờ mã số 29A. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 950 nha cô chú anh chị ha. Dạ mình có mấy bút xanh tét mặt bông được nha quý cô chú. Dạ rồi. Dạ mã số tiếp theo mã số 30A. 30A. 30A là một cây siêu bông bình lợi. Cây này cũng già cơ lắm rồi đó cô chú anh chị. Hoành là 25. Dạ rồi. Chiều cao 70. Tán ngang là 75. Và mã số 30A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 1.200.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 31. Và mã số tiếp theo là mã số 31A. Một cây siêu bông bình lợi dáng trực. Hoành là 21. Có đấy cũng nở luôn cô chú anh chị. Chiều cao 75. Tán ngang 70. Giờ mã số 31A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.000.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Dạ. Mã số 32. Dạ mã số tiếp theo mã số 32A. Cây dán trực tàn thông luôn cô chú. Một cây cúc thọ hương già mồ cô chú anh chị. Hoành 19. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 80. Và mã số 32A, một cây cúc thọ hương già mồ này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship, em sẽ không ship chậu.
Dạ chọc ghép nang kéo nhựa nó muốn liền luôn rồi cô chú anh chị ha, chọc ghép cỏ nó út nó lên rồi đó cô chú. Dạ rồi. Mã số 33A. Dạ mã số tiếp theo mã số 33A. 33A là một cây siêu bông bình lợi. Vành 19. Dạ. Chiều cao 57. Tán ngang 65. Và mã số 33A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.200.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Cây này đế nó nằm nằm quái quái cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị thay vô cái chậu đẹp đẹp chơi ok. Dạ rồi. Và mã số 34A. Và mã số tiếp theo mã số 34A. Em này giá một cây cúc thọ hương luôn cô chú anh chị. Hoành là 30 đúng luôn. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 90. Và mã số 34A, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.200.000 bao ship. Em sẽ không ship chậu. 1.200.000. Dạ 1.200.000 nha quý cô chú anh chị ha. Một cây thọ hương già mùa. Cây này là giá quá mềm rồi cô chú anh chị. Dạ. Không chậu. Sắc lớn luôn cô chú anh chị. Đế khá đế luôn à. Dạ mã số 35. À. 35A là một cây cúc thọ hương già mùa. Hoành là 19. Dạ, cái này cũng nguyên nội đế luôn cô chú anh chị. Chiều cao 80. Tán ngang 70. Và mã số 35A, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ. Cái nồi này nồi chậu 4 luôn cô chú anh chị. Nó muốn em chậu 4 cô chú anh chị. Đế sổm nôm luôn. Dạ cây mã số 36 à. Cây này duyên dáng lắm nha cô chú anh chị ha. Cây mặt tiền mấy bên đó luôn cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao 65. Tán ngang là 1m. Đường thân lắc mà nó dốt cây luôn á cô chú anh chị. Hoành là 22. Dạ. Cũ đế luôn nha cô chú ha. Và mã số 36A, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.900.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Hàng già mùa nhưng mà thân lắc rất là chuyên tay nha cô chú. Cái này cô chú anh chị về hai chậu đẹp ok cô chú anh chị. Đế nở đẹp luôn, cái này đẹp. Dạ rồi. Tiếp theo 37A nha cô chú. Cái 37A là một cây cúc thọ hương già mùa. Dạ, thất thân cũng khá ha cô chú anh chị. Lấy giùm ghi chiếc số đó đi. Hoành là 18. Dạ. Củ đế này là 35. Chiều cao 1m. Tán ngang 90. Và mã số 37A, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Già mùa mà nó dốt cây luôn á. Hết mực luôn hay gì rồi? Thân lắc nhẹ luôn ạ. Cây này mới rồi. Dạ, mã số 38A. Dán trực tàn thông luôn cô chú anh chị ha. Ba mươi tám A là một cây cúc thọ hương dán trực. Chơi một cặp với 37 được đó cô chú anh chị. Hoành 21. Chiều cao là 1m. Tán ngang 75. Và mã số 38A, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Hàng già mùa nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ, mã số 39A cô chú anh chị. Dạ, cái này lùng liền nha cô chú anh chị. 39A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 26. Đế sổ mà nó rơm cứng rồi đế luôn. Củ đế 55. Chiều cao là 60. Tán ngang 65. Và mã số 39A, một cây cúc u một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 900 nha cô chú anh chị nha. Dạ.
Dạ mã số 40A. Dạ mã số tiếp theo mã số 40A. 40A là một cây silver bình lợi. Hoạch là 24. Củ đế là 42. Chiều cao là 66. Tán ngang là 60. Dạ mã số 40A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu mốt em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Có già cơ lắm đó cô chú anh chị nút nụ nhìn thấy mê. Dạ rồi. Thế là mã số 41A. Dạ 41A dán trực cụ đế nha cô chú anh chị. 41A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 22. Cụ đế là 43. Chiều cao 80. Tán ngang 80 luôn. Dạ mã số 41A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 2 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ. Dạ. Tiếp theo mã số 42A. Dạ mã số tiếp theo mã số 42A. Quá trời. 42 là một cây siêu bông bình lợi. Hoành 30. Cụ đế 58. Chiều cao 65. Tán ngang là 90. Dạ mã số 42A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4 triệu 2 bao ship. Dạ. Tặng chậu. Tàn gì mà phôi lùng lực nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ mã số tiếp theo mã số 43A. Dạ. Cái này cái tàn cũng lùm lùm luôn hả cô chú anh chị? Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hoành 30. Dạ. Củ đế là 50. Chiều cao là 73. Tán ngang là 1m. Dạ mã số 43A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4 triệu 3 ship. Tặng chậu. Dạ. Nụ đều gan hết trơn rồi cô chú ha. Hơi lửa cho nên là lùng lực tay cành mà củ đế quá trời luôn cô chú. Dạ rồi. 44 phòng. 45. 44. 44 phòng. 44A. Dạ mã số tiếp theo là mã số 44A. Có mặt bông luôn cô chú anh chị ha. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 31. Cụ đế 65. Cái này hiện tại nằm lọt lòng trong năm cô chú anh chị. Chiều cao 85. Tán ngang 96. Dạ mã số 44A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4 triệu rưỡi bao ship. Dạ 4 triệu rưỡi. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 45A. Dạ mã số tiếp theo mã số 45A. Cái tàn hoành tráng luôn nha cô chú ha. Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hoành là 32. Dạ. Hiện tại nằm lọt lòng trong 6 cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Tán ngang là 95. Dạ mã số 45A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 5 triệu em bao ship. Tặng chậu của chú anh chị. Bệ đế quá trời luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Dạ tiếp theo mã số 46A. 46A cũng là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cái này hiện tại nằm lọt lòng trong 6 chú anh chị. Hoành là 32. Cụ đế là 90. Chiều cao 93. Tán ngang là 93 luôn. Dạ mã số 46A một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 5 triệu 9 bao ship. Ôi, cái quá trời cái tàn rồi nha. Qua tới cái mặt bông nở của chú anh chị. Bùng bự chà bá luôn.
Cây này cái phôi cốt cành nó vàng mịt luôn cô chú, mà có củ rế lắm ha. Dạ rồi. Mã số 47. À. Một cây siêu bông mình lại của chú anh chị. Hoành 33. Củ đế là 65. Chiều cao là 85. Tán ngang là 1 m. Dạ, mã số 47A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4,5 triệu bao ship. Dạ. Tặng chậu. Mấy cây này là chuẩn cây của chú anh chị à. Lùng lực đế cũ đấy à. Biết không cô chú anh chị ha. Mặt hàng này mấy cái chọc ghép này là uống luôn hết trơn á cô chú anh chị. Mà lúc nụ kim thì có mỗi nách lá hết trơn rồi ha. Dạ rồi. Mã số 48A. 48A là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 33. Chiều cao 63. Lá ngang 85. Dạ, mã số 48A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4,2 triệu em bao ship tặng chậu. Dạ. Cây này nụ nút là bao la luôn cô chú anh chị. Cái bo ghép nó cỡ bằng cái ngón trỏ của em ha. Thôi rất là lùn lực luôn nha. Dạ rồi. Mã số tiếp theo là mã số 49A. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành 34. Quá trời cái củ đế luôn cô chú. Chiều cao là 75. Lá ngang là 95. Và mã số 49A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4,7 triệu em bao ship. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dạ. 4,7 triệu cây này đế đẹp cô chú anh chị. Đế bích cái chậu năm luôn. Tay cành đều luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 50A. Cũng là mã số cuối clip luôn á cô chú anh chị. Hoành là 29. Củ đế là 70. Dạ. Chiều cao là 78. Tán ngang là 93. Dạ, mã số 50A, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 3,9 triệu em bao ship tặng chậu. Dạ, xương tàn dày, nụ kim lên mỗi nách lá nha cô chú anh chị. Cây này là đế chuẩn cây á cô chú anh chị. Dạ. Dạ, mã số 50A cũng là mã số của clip của em luôn á. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào, kết thúc clip tại luôn cô chú anh chị ha.